cha và con và thánh thần. Xin cảm ơn thượng quý cho mình được xin đến đây để chia sẻ với lại các em sinh viên tác diện. Ngày hôm nay thì cha không có chia sẻ mà chúng con sẽ chia sẻ với cha và chúng con sẽ chia sẻ với nhau. Ta nghĩ rằng là các cha chia sẻ cho chúng con để chúng con nghe là rất nhiều lần. Cái đề tài để chúng ta cùng thảo luận ngày hôm nay thì ta nghĩ rằng đó là một cái đề tài rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì nó sẽ biến chúng con từ sinh viên tay trắng thành tỷ phú trong chốc lát. Bây giờ chúng con nhìn đến bạn. Sao bé không có được vuông lắm, nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả đây là hình vuông. Thì trên bảng nhiều cho ta biết là nó có bao nhiêu hình vuông. Thế thì ra sau đó là nhiều mà con phải nói sau đó là bao nhiêu. Ta không hỏi nhiều hay ít hình vuông. 22 hình vuông. Chắc chắn. Ba mươi là tôi nghe, và mẹ có đếm cho ta không? Lên tâm trí cho ta đúng số 30 nha. Thế nào là 30? Ok. Ban đầu thì
Trang thì ra từ một cái thì ra thấy các anh sinh viên thì bao giờ giỏi toán hơn thì họ thông minh hơn, hoặc giả là họ đã từng được đố như thế này rồi và bây giờ họ trả lời là thì đó là một cái điểm mà ngày hôm nay Trang muốn nói với chúng con. Trang không nói nhưng mà Trang sẽ nhờ một người rất là nổi tiếng. Chúng con biết cái ông Zig Ziglar này, ông ta là một người Mỹ và trong 25 quyển sách ông ta viết ra thì có một người quyển thuộc dạng bestseller, nghĩa là những quyển sách được in nhiều nhất. Và sở dĩ cha cho một trong những cái quyển được in 2 triệu bản để nói với chúng con, bởi vì nó có một cái lịch sử cách đây khoảng 20 năm lúc bây giờ cha còn làm thầy thì cha có một cha giáo đó là phải khác riêng tên là ngũ sử. Cha cũng đã phát hiện nhiều đàn học rồi và có lẽ cha vì muốn biết ngài thì ngài bảo có một cô ngài gặp một anh học trò của ngài cũ nhất gần là vượt biên sang Mỹ. Và khi nó vượt biên sang Mỹ thì nó làm việc, khi nó trở về Việt Nam thì anh ta nói với ngài rằng là anh ta đã trở thành một trong những triệu phú đô la đầu tiên của người Việt ở nước Mỹ. Thì ngài bảo do đâu mà anh thành công như vậy? Thì anh ta bảo đó là con đọc cái quyển Sĩ Quyền của con. Và con đã thực hành theo cái quyền đọc thì con đã đạt được cái kết quả rất là tốt đẹp, trở thành một trong những triệu phú đô la đầu tiên ở nước Mỹ. Và chúng con biết cách đây 20 năm thì một người có 1 triệu đô la ở đó là kinh khủng lắm. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn giới thiệu với chúng con về cái quyển sách Siêu Thần Thân. Lúc bấy giờ thì ra là một số bạn bè dịch cái quyển đó ra tiếng Việt cho cái bộ văn nghệ tham gia, họ in ra và các bạn trẻ rất là thích. Để sau này thì khi liên lạc với những cái tốt đẹp của chúng ta, người vô người chúng ta có viết thư cho cái ông Zig Ziglar để xin ông ta cho được phép in, không phải để bán mà để phát cho thanh niên và giới trẻ công giáo. Nhưng mà ông ta nói là ông ta giữ cái quyền xuất bản đó cho cái nhà xuất bản. Vì vậy thì liên lạc thẳng với nhà xuất bản thì chẳng không có điều kiện để liên lạc đi về sau. Vì First New chúng ta biết nhà xuất bản họ đã xin được tác quyền và họ im lặng, họ cũng lấy lại cái tựa đề của anh em chúng ta đã làm, đó là hẹn bàn trên cái thành công. Và trong cái nội dung thì họ cũng lấy thật lớn như vậy. Tôi biết nó là một quyển sách hữu ích cho nên là mình cũng chẳng có đòi hỏi họ tăng quyền về cái phần xây là cái gì. Thì bây giờ cha sẽ cho chúng con đọc một chương trong quyển sách đó khoảng 10 phút. Sau đó chúng con sẽ cùng thảo luận với cha và thảo luận với nhau để cho chúng ta bắt đầu một cái hành trình thay đổi sống của chúng ta. Thì nội dung cái quyển sách đó thì ông Zig Ziglar ông ta muốn nói rằng mỗi một người trong chúng ta có cả một cái kho tàng rất lớn nhưng mà chúng ta không biết khai thác. Cái đồng 20 đô la và cái đồng 1 xu nếu nằm ở dưới đáy biển thì nó có khác gì nhau không? Nhưng mà mang lên trên cái thị trường được tiêu xài thì cái 20 đô la và cái 1 xu nó có khác nhau không? Khác nhau rất là rõ ràng. Cho nên mỗi người chúng ta nếu cái tài năng của chúng ta mà chúng ta không khai thác thì nó giống như cái đồng 20 đô la nằm dưới đáy biển, không khác gì cái đồng 1 xu.
Nếu chúng ta biết hai trăm thì nó mới trở nên 20 đô la cho chúng ta trong cuộc sống. Và đây là những điều mà ông ta đã chắc lọc từ những cái buổi diễn thuyết của ông ta. Và ông ta đã dùng 2000 giờ để sửa sang lại các cái câu văn cho nó được trôi dần lưu loát. Cho nên đó là một quyển sách rất đáng đọc. Cha sẽ giới thiệu cho chúng con cái chương 3 của chúng ta. Chương 3 này nói về những tên trộm, để cho chúng ta biết cách bắt trộm và xem mình có phải là người trộm hay là người đi bắt trộm. Thì chúng con sẽ đọc trong vòng 10 phút. Sau 10 phút đó, cha sẽ hỏi một số chúng con cho biết ý kiến về tất cả những cái điều đó. Và chúng ta sẽ thảo luận. Bởi vì cha muốn rằng cái ngày hôm nay đó là chúng con chia sẻ với cha, chứ không phải là cha chia sẻ cho chúng con. Chúng con đồng ý nhé. Ok. Chúng ta có 10 phút, bây giờ là 9:10, đến 9:20, chúng ta bắt đầu thảo luận. Thank you.